Để mở đầu chương trình em gửi đến anh chị em ba con tân cổ. Anh ơi, nếu một mai anh không còn yêu em nữa thì xin anh đừng quỷ hoại bước chân vô. Tác phẩm tình yêu mình đã tạo ra đời cho hai đứa mình được gần nhau, rồi chia xa đôi ngã đôi đường. Thôi hết đó rồi anh ơi, sao lớn mình chém lại từ đây, kỷ niệm cũng không còn. Thương nhớ trọn đời, một lần buồn biết phở nào vui, anh đã hết yêu em rồi. Thôi cũng đành phận em, trả lại anh những gì trong kỷ niệm, kỷ niệm ngày xưa rồi em mà cũng một mình ôm nỗi sầu cô đơn. Anh ơi, trong giấc chiêm bao em thấy người ta trao cho em cánh thiệp hồng hôn lề, nhưng chú rể là anh, còn cô dâu không phải là em mà là một cô gái xa. Cầm tép hồng trên tay mà dòng lệ tuôn trào. Em ơi, vì hoàn cảnh trái ngang chết nào giống phụ tình em, nếu giấc mơ kia là sự thật cũng đừng buồn khi phải sâu xa. Tình chúng mình như biển đông lại lan, giờ phải xa nhau lòng càng thấy ngậm ngùi. Lời nào anh đã hứa, lời nào